Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức về pháo thủ. Lời đầu tiên thì chắc mình xin chúc toàn thể chị em phụ nữ trên thế giới này luôn xinh đẹp và tràn đầy niềm vui. Nếu trên kênh có chị em pháo thủ nào thì hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu ngày thứ hai đầu tuần cùng nhau qua bản tin ngày hôm nay. Đừng quên like video, đăng ký kênh để giúp những tin tức này đến với nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn. Kể từ khi dính chấn thương vào tháng 12 năm ngoái, ở trận đấu vừa qua, Callum Chambers mới có thể trở lại đội hình của Arsenal trong cuộc đối đầu với Burnley. Song tiếc là Chambers cùng các đồng đội đã không thể rời sân Turfmore với 3 điểm trong tay. Thành thật mà nói, đó là một khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn. Thật tuyệt khi trở lại cùng các đồng đội, đã lâu lắm rồi tôi mới được thi đấu tại Premier League. Vì vậy, cá nhân tôi thấy thật tốt khi trở lại nơi đây. Nhưng tiếc rằng, nó không phải là một kết quả mà tôi mong muốn có được. Tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng được hưởng nhiều hơn từ trận đấu này. Chúng tôi đã gây sức ép tốt. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều rất thất vọng. Vấn đề sẽ là chúng tôi phản ứng và bước vào trận đấu tiếp theo. Chúng tôi đã thi đấu theo đúng phong cách của đội trong phần lớn thời gian của trận đấu. Khi đến một nơi như thế này, bạn không muốn bị cuốn vào cách mà đối thủ chơi bởi vì họ rất giỏi. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải ghi dấu ấn riêng của mình vào trận đấu và chúng tôi đã chơi theo phong cách của mình. Tôi nghĩ rằng đội đã làm được điều đó trong phần lớn thời gian, nhưng tiếc là chúng tôi không đạt được kết quả như mong muốn. Trong hiệp 2 trận đấu giữa Arsenal và Burnley, huấn luyện viên Mikel Arteta đã tung Alexander Lacazette vào sân nhằm tìm kiếm những bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, Eric Spiers cũng được Sondheim cho cơ hội. Phút 71, trong một tình huống tranh chấp, Eric Spiers đã có pha vào bóng thô bạo với Alexander Lacazette, khiến tiền đạo của Arsenal ôm chân đầy đau đớn. Sau khi chứng kiến pha bóng ấy, trọng tài Andre Maninou đã rút thẻ vàng với hậu vệ của Burnley. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, vị thuyền trưởng 49 tuổi đã nhắc lại tình huống Mate Vieira bị Bukayo Saka phạm lỗi, nhưng vẫn đứng dậy và tiếp tục chơi bóng. Mate xoay người để sút, Saka lao đến, tác động mạnh, khiến chân của cậu ấy không thể chạm vào bóng như mong muốn. Xong, Mate đã không ngã hay la hét. Đó là sự khác biệt lớn và khiến tôi quan tâm rất nhiều trong ngày hôm nay. Họ nên theo dõi phản ứng của mọi người và suy nghĩ về việc có xứng đáng được hưởng một quả đá phạt trực tiếp hay không. Trong khi đó, Mate đã không la hét và chúng tôi cũng chẳng nhận được điều gì. Sau trận đấu, Granit Xhaka và Leno phải hứng chịu sự chỉ trích từ nhiều fan đội nhà. Trong tình huống lọt lưới, Leno đã chuyền bóng cho Xhaka ở khu vực thiếu an toàn, để rồi tiền vệ người Thụy Sĩ lóng ngóng phá bóng trúng người gút vào lưới. Metro dẫn lời huấn luyện viên Arteta về tình huống lập bập nói trên. Nhưng lỗi như vậy hoàn toàn có thể xảy ra trong bóng đá. Leno được yêu cầu cố gắng phối hợp với các đồng đội trong những tình huống như thế. Bàn thắng của Aubameyang bắt nguồn đầu tiên từ Leno. Đây là phong cách thi đấu của Arsenal. Đó là cách chúng tôi đang chơi và sẽ tiếp tục được áp dụng. Tất nhiên chiến thuật này sẽ có những rủi ro, cũng như quy tắc mà các cầu thủ phải tuân theo, tùy thuộc từng khu vực nhất định trên sân. Arsenal đã khởi đầu thuận lợi trong chuyến làm khách tới sân của Burnley. Ngay từ phút thứ 6, tiền đạo Aubameyang đã mở tỷ số cho pháo thủ sau pha kiến tạo của Willian. Cú dứt điểm vào góc gần của anh không cho thủ môn Nick Pope một cơ hội cản phá nào. Chân sút người Gabon đã biến Burnley trở thành nạn nhân ưa thích của mình ở ngoại hạng Anh. Tiền đạo sinh năm 89 chỉ cần 7 trận để ghi 8 bàn thắng. Trong sự nghiệp, chỉ có Hamburg Bundesliga là anh ghi nhiều bàn thắng hơn với 9 bàn. Điều độc đáo ở chỗ, Aubameyang là cầu thủ hiếm hoi vừa ghi bàn, vừa phản lưới nhà trước một đối thủ tại Premier League trong cùng một mùa giải. Ở lượt đi, anh là người đã đốt lưới nhà khiến Arsenal để thua với tỷ số 0-1. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.